Chào anh em nhé. Clip trước là nói về cái bơm máy cao áp cao cấp Johnson, hàng cao cấp, hàng đắt tiền, bơm thì nổ êm lại nhanh. Thế còn clip này thì giới thiệu với các bác về cái bơm máy hàng nhập khẩu giá rẻ nhé, hàng nhập khẩu giá rẻ. Bơm máy này là gọi là anh em vẫn gọi là bơm con hổ này, giá nó rẻ hơn, nó chạy nó sẽ ồn hơn một chút nhé, chạy ồn một chút nhưng mà bơm vẫn là nhanh bình thường. Thế nhưng mà được một cái là cái ưu điểm là phụ kiện nó dễ thay thế, phụ kiện dễ thay thế nhé. Phụ kiện dễ thay thế. Thật đấy, đi tìm cái đồng hồ nhiệt. Có rất là nhiều phụ kiện thay thế cho anh em. Điển hình ở đây đó là cái củ đầu bò này, củ đầu bò và bộ hơi, nguyên cả bộ hơi luôn, cả bít tông, cả xiếc măng, cả đầu bò. Nếu mà hỏng các bác về bệ luôn vào đây là dùng luôn nhé. Đấy, hơn 1 triệu thôi, nó có cả hết cả củ hơi cả đầu bò luôn. Đấy. Và đặc biệt đấy là cái bộ này ấy, là cái máy bơm cao áp thì nó quan trọng nhất là cái phốt ở phía trên. Cái phốt ở phía trên là cái phốt ở phía tầng cao áp này nhá, tầng cao áp này. Đối với cái bơm Johnson thì nó khó thay thế hơn, thế còn bơm này thì thay thế cực là dễ. Đấy, đã có cả một cái gói phụ kiện đi theo, có phụ kiện đi theo này. Trong cái gói này là có hai cái phốt này, thì có gói phụ kiện đi theo. Cái gói này là gói đi theo cái bơm máy mới luôn đấy nhá, bơm máy mới luôn. Thì các bác nào mà trong quá trình sử dụng nó sẽ bị mòn phốt, mòn cái lá gió đấy, nén hơi nó không lên, nó chỉ lên được 100 hay hơn 100 thôi, không lên được nữa. Thì các bác sẽ tiến hành thay cái phốt này. Thì các bác cần thì các bác sẽ mua nguyên cái gói này. Cái gói này là 200.000 được hai cái phốt này và được thêm các đầu khác nữa. Thế còn ngày xưa mà chưa có cái gói này thì các bác mua hai phốt này không thôi. Hai phốt này không nó đã 178 rồi. Nhá. Thì số lượng rất là nhiều. Cho các bác. Dòng phốt cho bơm máy này. Đồng hồ đo nhiệt này. Đồng hồ đo nhiệt độ này các bác này. Đấy. Các bác nào mà chết đồng hồ đo nhiệt thì các bác có thể mua đồng hồ đo nhiệt về để thay thế được nhé. Đấy, đồng hồ đo nhiệt độ nhé. Phụ kiện cực kỳ là dễ. Đây là bộ hơi này, đầu bò này, dòng phốt sim này. Thì còn số lượng này còn rất là nhiều. Đây là tôi mới nhập được cả mấy chục cái bộ đầu bò đây nha các bác nhé. Đây, bộ đầu bò đây. Đây nguyên đây là một bộ đầu bò và hơi hoàn chỉnh nhé, hoàn chỉnh đã bó như này. Đấy, bó như này. Thì hàng thì luôn luôn là ship COD đi cho các bác đi toàn quốc. Các bác nhận được hàng, kiểm tra hàng xong bắt đầu mới thanh toán tiền cho người giao hàng, ship qua bưu điện, ship qua Viettel. Đấy nha các bác nhé. Cái bộ hơi đầu bò rất là nhiều. Thì ưu điểm của cái bơm máy hàng giá rẻ này luôn luôn nhắc lại với các bác, đó là phụ kiện nó dễ thay thế, giá nó rẻ tiền hơn, giá nó rẻ tiền hơn một chút, phụ kiện dễ thay thế hơn. Nhưng nó chỉ có cái là khi nó nổ ấy thì nó hơi tiếng ồn, ổn hơn là bơm Johnson. Lưu ý kỹ với các bác nhé. Đối với cái bơm máy này này thì cái dây bơm đi theo, dây bơm đi theo là cái dây bơm không có lọc ẩm, chỉ có thế này thôi nhá, dây bơm không có lọc ẩm. Còn các bác nào có nhu cầu muốn dùng thêm lọc ẩm thì các bác vui lòng mua thêm lọc ẩm nhé, chứ không để bảo shop là tại sao lại lấy lọc ẩm đi hay là gửi dây không có lọc ẩm. Thì nguyên bản từ nhà sản xuất về, từ xưởng về, từ nhà máy về là nó không có lọc ẩm nhé các bác nhé, không có lọc ẩm. Đấy. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip nhá. Hẹn gặp lại các bác trong clip sau. Bơm máy cao áp này, bơm nén khí cao áp dành cho anh em chơi PCP nhá. Đấy, hàng này cái gọi là hàng con hổ, hàng giá rẻ, đủ các phụ kiện để thay thế nhé, đủ các phụ kiện để thay thế cho các bác. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bác trong video sau nhá.